Trong bảng C của giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với hai đối thủ còn lại, Lào và Philippines. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thầy trò U23 Việt Nam tự tin bước vào giải với tư cách là nhà vô địch đương nhiệm. Đội U23 Việt Nam không chỉ sở hữu những tài năng đã có tên tuổi từ giải U20 châu Á như Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cương, Quất Văn Khang, Văn Trường và Quốc Việt, mà còn được tăng cường bằng nhiều gương mặt triển vọng khác. Những ghi nhận về quỹ thời gian chuẩn bị dài hơn và sự tập trung cao độ cho giải giúp U23 Việt Nam tự tin hướng đến việc giành vé vào bán kết giải Đông Nam Á. Với những lợi thế nêu trên, khả năng cao cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vượt qua cả Lào và Philippines để đứng đầu bảng là rất lớn. Điều này không chỉ đảm bảo suất vào bán kết cho U23 Việt Nam mà còn tạo đà thuận lợi cho hành trình chinh phục ngôi vô địch. Trận giao hữu gần đây, U23 Việt Nam đã cầm hòa Bahrain sau 2 hiệp chính và chỉ thua trong loạt sút luân lưu trước đội mạnh U23 Bahrain. Đội đã đánh bại U23 Thái Lan 2-0 cách đây ít ngày, thể hiện phong độ mạnh mẽ của mình. Về cơ cấu thi đấu, theo quy tắc của giải U23 Đông Nam Á, đội đầu bảng C sẽ chạm trán với đội nhì bảng B trong vòng bán kết. Hiện tại, dường như U23 Malaysia đang chiếm ưu thế để đứng đầu bảng B. Do đó, khả năng gặp U23 Malaysia ở vòng bán kết là rất cao đối với U23 Việt Nam. Ở trận đầu tiên của bảng B, U23 Malaysia đã có màn trình diễn xuất sắc khi lội ngược dòng để đánh bại Indonesia. Và tại thời điểm hiện tại, cầu thủ gây ấn tượng nhất của U23 Malaysia chính là Fergus Tini, ngôi sao nhập tịch. Anh đã có một trận đấu thăng hoa với cú đúp bàn thắng quan trọng. Anh tạo ra quả phạt đền cho bàn gỡ hòa và sau đó tự mình thực hiện thành công. Bàn thắng thứ hai của Tini được thực hiện một cách xuất sắc, ghi điểm cho khả năng săn bàn và khả năng dứt điểm của anh, mang về chiến thắng 2-1 cho U23 Malaysia.